Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng và trở lại phần cuối của chương trình. Trước tiên, vẫn là anh Tuấn, qua cái vấn đề bánh chưng bánh tét đã chín chưa? Dạ, như quý vị biết rằng những thông báo từ bên Little Sun TV cho biết rằng 11 tây tháng 2 sẽ là chương trình bánh chưng bánh tét, và quý vị muốn ghi danh xin mời vào 714-979-9562. Cũng giống như chương trình cuộc thi áo dài cũng sẽ tổ chức trong ngày, mời quý vị cùng theo dõi và cầu truyền hình trực tiếp trong lễ hội đón giao thừa sẽ được phát sóng trực tiếp với quý vị vào ngày 15 tây tháng 2 ngay tại khu viên của Chùa Huệ Quang. Một lần nữa chúng tôi hy vọng sự đóng góp của tất cả các người Việt ở cộng đồng người Việt chúng ta ở đây cũng giống như ở khắp nơi trên Hoa Kỳ để chúng ta có một cái ngày hội Tết xứng đáng với ý nghĩa của ngày văn hóa Việt Nam, đó là Tết Nguyên Đán. Và trở lại phần y tế của chương trình y tế với bác sĩ Michael Đào sáng nay thì có một cái câu hỏi tương đối cũng hấp dẫn lắm bác sĩ. Họ hỏi rằng là viêm cột sống là một cái triệu chứng rất thông thường mà người ta nghe nói đến bây giờ. Thế cái tình trạng viêm khớp cột sống nó như thế nào thưa bác sĩ? Vâng, kính thưa quý vị, anh Trọng và Tuấn biết là khi mà rất nhiều người vô gặp bác sĩ gọi là đau lưng, đúng không? Đau lưng là một trong những cái triệu chứng mà thông thường mà người bệnh nhân đến gặp người bác sĩ gia đình cũng như là bác sĩ tổng quát của mình á. Đau lưng thường thường á phân chia làm hai loại đau lưng. Một cái là nó gọi là mechanical, tức là mình bị thương tích, mình khiêng đồ nặng chẳng hạn. Quý vị hằng như là xảy ra bất thình lình, chẳng hạn mình ra mình khiêng cái đồ nặng hay mình đi mình tập tạ hay làm cái gì đó rồi mình chợt té hay gì đó, đó là nó mechanical, nó là xảy ra bất thình lình, acute, là một vị có thể bất cứ giây phút nào, bất cứ lúc tuổi nào cũng có thể bị cái đó. Thì đó mình bỏ qua một bên. Cái thứ hai là mình muốn nói là nó gọi là cái chronic, là kinh niên, bị đau cái lưng kinh niên mà nó bị sưng trong cái cột sống của mình á. Tiếng Mỹ nó gọi là ankylosing spondylitis, thì người ta trong từ điển họ dịch ra là viêm cột sống dính khớp, tại cái cột sống mình á nó viêm giữa hai cái cột sống, cái đĩa đệm nó viêm rồi rồi năm này sang năm khác nó bị mòn, nó hao đi cái đĩa đệm rồi nó dính lại với nhau như vậy nè, hai những cái cột sống của mình á. Thì tất cả những quý vị nào mà có bị đau lưng kinh niên mà thường thường mình trả lời năm câu hỏi này. Thứ nhất á là mình bị đau thắt lưng và bị cứng lưng trước khi mình 40 tuổi. Yes hay no? Thứ hai, triệu chứng đau thắt lưng bắt đầu từ từ chứ không phải là xảy ra bởi mình bị thương tích hay gì hết á, qua một thời gian dài. Cái câu thứ ba là mình đau lưng xong rồi mình tập thể dục xong á thì nó bớt đau lưng. Cái thứ tư á là nó bị hơn 3 tháng. Và cái thứ năm á là mỗi sáng dậy là nó cứng cái lưng mà nó đau đớn, một hoạt động một thời gian sau nó mới trở lại. Thì cái đó, nếu quý vị trả lời yes 4 câu trong 5 câu hỏi là quý vị có cơ hội bị nó gọi là ankylosing spondylitis, là quý vị có cơ hội bị cái bệnh nó gọi là viêm cột sống dính khớp. Thì khi cái bệnh này á nó đau đớn cái lưng, sau một thời gian sau nó chuyển sang hai bên hông. Nó chuyển sang hai bên cái hông của mình á, người ta gọi là tiếng Mỹ nó gọi là sacroiliitis, là hai cái xương hông xương mông của mình á. Rồi một thời gian sau có thể đau cái đầu gối, và thường thường đàn ông thì bị nhiều hơn đàn bà, và bị nhớ là trước 40 tuổi, mà người ta nghĩ là đàn bà tại vì họ bị underdiagnosis chứ không phải là tại vì họ bị ít hơn. Hồi xưa người ta nghĩ đó là đàn ông bị gấp 10 lần người đàn bà, nhưng bây giờ sau khi những cái nghiên cứu kỹ lại và xem xét lại thì đàn ông chỉ gấp đôi đàn bà mà thôi. Bởi vì đàn bà họ đến họ kêu đau lưng đau này là nhiều bác sĩ nghĩ ô tại vì này nọ chứ không phải là tại vì cái bệnh này. Thì nếu mà mình diagnose bệnh này là theo triệu chứng, thứ hai là thử cái máu như hồi nãy quý vị thấy á, thử một cái loại máu để coi có giúp chút đỉnh hay không, bởi vì nó là một cái dạng di truyền nữa. Thì khi được có cái bệnh này á thì thường thường of course mình chữa bằng cách thuốc đau nhức, thuốc chống sưng, rồi tập thể dục, vật lý trị liệu. Sau đó nếu mà không hết nữa thì có một cái loại thuốc mới, không mới gì, họ cũng ra nhiều lần, thuốc này chích một tháng hai lần, có thể nó giúp cho bớt đau đớn mà giúp cho nó delay cái sự
tàn phá của cái bệnh này nữa. Wow. Mà thường thường là phụ nữ ít đau lưng nhiều hơn đàn ông hả thưa bác sĩ? Cái bệnh này nè, bệnh thì này ít hơn, bệnh hơn. Của đàn ông so chắc, với đàn chắc ông. Người phụ nữ họ cân bằng là tại đàn ông không có cái ngực, người phụ nữ họ có ngực thì phía sau lưng không, không biết gì nữa, anh là bác sĩ chồng. Bác sĩ chồng, bác sĩ chồng, bác sĩ đào thì không dám nói. Vâng thưa bác sĩ, trong một xã hội mà bắt đầu chúng ta có những bữa tiệc, chúng ta gặp nhau thì không tránh khỏi cái gọi là đưa thức uống có cồn đi vào trong cơ thể thì nhiều người đó người ta uống bao nhiêu cũng được, không bao giờ có chuyện mà đỏ mặt. Nhưng nhiều người thì chỉ mà được đụng chút xíu miếng rượu, miếng bia thôi thì đã đỏ mặt. Nhiều người nói đây là do máu, và liệu có cái hệ quả nào đối với cơ thể khi mà cái tình trạng đỏ mặt không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, người Mỹ nó hay gọi là cái Asian glow, tức là mình uống một chút xíu rượu thì mặt cái đỏ lên hết, đỏ bừng bừng lên gì á. Rất nhiều người bị cái đó. Thì tại sao mà mostly xảy ra trong người Á Châu mà thôi? Thì người ta nghiên cứu thấy là những người đó họ thiếu, bị họ sanh ra họ thiếu một cái enzyme nó gọi là aldehyde dehydrogenase. Cái enzyme này á là một cái chất trong người của mình á, khi người ta uống alcohol vô thì cái chất cái enzyme đó nó break cái alcohol. Alcohol là chất độc, quý vị nhớ, alcohol mà chích vào người là mình chết, chích nhiều quá mình chết chứ. Nhưng mà rồi mình uống, mình chỉ absorb một chút xíu thôi, mình cái cơ thể mình nó hay lắm. Khi người ta uống rượu vào thì có cái enzyme đó nó break cái alcohol đi, nó làm cho cái alcohol không có độc. Nhưng mà người Á Châu một số thiếu cái chất đó, thành ra nó không break được cái chất độc đó, thành ra cái chất alcohol nó có thể hại hơn cho những người đó, thành ra nó có thể damage cái tế bào, cái DNA của cái người mà thiếu cái chất enzyme đó. Và khi mà nó damage DNA thì cái cơ hội người ta bị ung thư cao hơn. Chả ung thư cuống họng, ung thư cái cổ họng á, uống rượu, hoặc ung thư bao tử cao hơn. Hoặc là người ta bị sốt nhiều hơn, hoặc là bị cái cơ hội á, bị sốt nhiều hơn, hoặc là cơ hội bị heart attack nhiều hơn. Nhưng mà có một cái may nữa là tất cả những người đó, đại đa số, họ có một cái second mechanism để nó break down cái alcohol, tức là làm cho cái alcohol bớt độc, tức là nó repair, tức là ví dụ nó có cái alcohol, nó damage cái tế bào, nhưng mà họ có một cái phương thức khác, cái cơ hội, một cái mechanism khác để nó repair, nó sửa lại cái tế bào mà bị damage bởi alcohol. Do đó, nói overall yes, thì cái cơ hội nó cao hơn một chút xíu xíu đối với những người mà có đầy đủ cái chất mà enzyme để mà break down cái alcohol. Trở lại cái câu hỏi hồi nãy, thưa bác sĩ nói về viêm cột sống chính khớp á, thì thường thường có những cái đai để mình đeo vào trong người á, cái đó nó có ảnh hưởng giúp cho cái tình trạng ngăn chặn cái này không thưa bác sĩ? Cái đó nó giúp được, nó support. Cái đó thường thường nó work more cho cái gọi là mechanical back pain. Nghĩa là mình bị té, mình chật xương hay là mình bị cái khiêng cái nặng gì đó. Bị thể xảy ra bất thình lình thì yes, cái belt đó nó cũng giúp, nhưng mà yes overall tất cả những đau lưng mà mình đeo cái belt á nó cũng giúp chút đỉnh. Mà đặc biệt là cái ankylosing spondylitis á, mình tập thể dục nó lại ít đau hơn. Thì nếu mà mình bị té, mình chật xương sống hay chật cột sống gì á, mình tập thể dục thì nó đau hơn đúng không? Thì mình hoạt động nó đau hơn, nhưng mà ngược lại cái bệnh nào kia đó, mình hoạt động nhiều, mình làm việc, mình tập thể dục thì cái đau nó bớt đi. Như vậy là một trong những cái different, một cái khác biệt giữa cái đau lưng vì cái bệnh ankylosing spondylitis versus cái bệnh mà những cái bệnh khác. Thế bác sĩ là một người được có lẽ nó là được giáo dục toàn bộ toàn phần ở trong cái vấn đề y tế ở Âu Châu này, ở châu Mỹ này. Thế thưa bác sĩ, cái vấn đề mấy ông thầy mằn của mình mà sửa lưng sửa chân bằng cái cột xương sống, bác sĩ có tin cái điều đó không? Vâng, nó là một hình thức của massage thôi. Massage thôi. Massage, chiropractor, physical therapy có thể nó giúp chứ. Yeah. Mà nói là chữa bệnh rồi hết bệnh thì chắc không có, nhưng mà nó giúp được cái đau trong giây phút đó đúng. Cũng như mình massage, mình cảm thấy thoải mái được nửa ngày, ngày hôm sau nó đau trở lại. Nhưng mà không phải là điều trị để lâu dài. Điều trị đúng rồi, đó là mà chỉ triệu chứng thôi, giúp cái triệu chứng mình. Dạ, anh Tuấn muốn hỏi bác sĩ gì nữa nè? Dạ vâng, có lẽ là thời gian đã kết thúc nữ ra, chúng tôi xin tạm kết thúc chương trình ở ngay tại đây thôi. Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình y tế với bác sĩ Michael Đào. Và tuần tới thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình cà phê sáng đặc biệt đón mừng xuân Mậu Tuất với bác sĩ y tế Michael Đào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi vào chủ nhật này. Kính thưa quý vị, Super Bowl, bác sĩ theo đội Super nào? Bowl. Đội nào đánh? Hai đội New England và... Philadelphia. Chắc New England rồi. New England hả? Kính thưa quý vị, đó là một trong những sự kiện cuối tuần này vào ngày Chủ nhật Super Bowl, một trong những ngày hội lớn của người dân Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và chúc quý vị cùng toàn gia quyến có những ngày vui cuối tuần thật đặc biệt. Quý vị vẫn giữ 56.7 nha quý vị và 18.9 để cùng với Hoàng Trọng Thủy và Thảo Yên qua thời sự thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin kính chào quý vị.